Con có tim mày nè. Đặt bốc miền này ấy, hôm qua mình riêng cho chung ấy. Không phải anh cắt vậy à. Phun nu. Kéo chim thật quá anh coi rồi. Sau đó không được ra mỏng. Luôn cái chiều này lại xé bé ăn luôn được. Em đang tính đi chiều bé chứ không đi chiều to đâu. Luôn chiều bé. Cái loại to này khó bán nhá. To mà nó bị lệch máng ấy là to, to. Đưa bé thôi anh ạ. À. Lệch máng ấy à. Đưa hẳn cục tí cho đưa lên đây là ăn được mấy cái chỗ đây là nó chun nhiều này. Đúng rồi em. Còn là nếu như cây của anh nữa mà anh no gì. Đây là anh đang làm tiền đề cho cây anh nữa mà. Bao nhiêu cũng nhận hết, không có đi kiếm. Cái nghề kia mất hết trời, mất hết thương hiệu. Tí chết này cả. Tí chết. Gắn này không? Đấy. Ý là dây gắn này là dây gài đấy. Mình mà cắt cái cầu đầu trạng như vậy.
ra phẳng như tờ giấy luôn. Gánh ngang thì đây coi như chết rồi.
nước chấm rồi. Này, nếu mà nãy thằng cu đi xuống 4 phân là nó to rồi đấy anh. Mình lên 4 phân rồi đấy. Nếu mà cái mắt đi vào thì bên dưới vẫn dính tiếp. Không, bên dưới này hết. Nhất luôn. Mai về mình làm nguyên một cái bàn dài. Này không, bây giờ là
3m2
mét sáu ấy, nhưng mà chủ yếu là nó có sợ tim không? Sợ tim mà ăn xuống không? Chưa âm được mẹ. Nó mà ăn xuống ấy thì là... chỗ này.